Đây là con rắn đen bụng đỏ. Nó đang nằm dưới gốc cây đã bị bật gốc do cơn lốc ngày hôm qua, nhưng mắt nó vẫn láo liêng tìm mồi. Ở bên ngoài có con chăn đất đang bò ngang qua. Nhanh như chớp nó bò ra khỏi gốc cây ngay và lao nhanh đến chỗ con chăn. Ngắm nghía vài giây, nó đớp ngay vào cổ con chăn, không cho đối thủ có cơ hội phản kháng, mặc cho con chăn vùng vẫy. Do kích thước quá chênh lệch, cộng thêm rắn đen bụng đỏ là một loài rắn có độc. Chúng có chiều dài khoảng 2 mét, nó có bụng màu đỏ đặc trưng và lưng màu đen bóng. Loài này thích sống dưới nước, thường được nhìn thấy ở đầm lầy. Chúng chủ yếu ăn ếch và bò sát nhỏ, và đôi khi ăn cả đồng loại bằng cách nuốt sống, nhiều khi chúng nuốt ngược đồng loại vào bụng, còn phần đầu đưa ra bên ngoài. Rắn đen bụng đỏ hoạt động vào ban ngày. Sau một lúc giằng co, thì con chăn chấp nhận trở thành bữa ăn của nó.